Ủa, ngắn chung cả nhà, hết sức bự ngắn chung luôn, bằng vào cái mình á, tay cái mình nè. Ui, 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 hết hồn. Ôi hết hồn cả nhà ơi. Đi đi. Bắt vô. Sao ghê vậy ta? Bành đi mà trước cả nhà. Điểm cái đùi nữa. Anh mắt ăn dữ ta, trời trời trời. Sao bên anh hung dữ ta? Sao kỳ vậy ta? Sao bữa nay mình nhát tay dữ trời? Được rồi cả nhà, bắt nhanh nhẹ được rồi. Quên con trùng hết sức to. Vô à. Vô cả nhà. À, tiếp tục đi sò ếch nữa cả nhà ơi. Nay mình soi đồng ngư muống y thinh nghe cả nhà. Bắt nước biêu. Hôm qua mình bắt quá trúng mánh rồi cả nhà ơi. Bữa nay mình liên tiếc quá, bữa nay mình bắt bữa nữa cả nhà. Thấy ếch kêu quá kêu rồi. Giờ xe cộ gọng mình ở trên lộ này cả nhà ơi. Ủa đây cặp ếch nè cả nhà ơi. Mập rồi. Để mình xuống mình bắt nó nha cả nhà. Mới thấy cặp ếch nó mập. Mình xuống mình bắt thật này coi. Ếch quá kêu rồi. Đây. À, nó chạy nè cả nhà. Mình liên tiếp quá mình bắt lại bữa nữa coi. Ta đã người ta xả lúa hết rồi. Còn cái khu nào nó còn nước thì nó chưa có xả nữa nha. Ở đây tốt tốt không, mình tiếc cái đồng này dữ lắm. Khi nào bắt lúa non mình sẽ bắt cho cả nhà xem cả nhà. Một ếch siêu khủng luôn á nhà ơi. Cái đầu chà bá luôn á. Thật sự luôn á. Không biết nói chuyện gì đâu á. Trời ơi con ếch gì ghê con ếch trời. Cả nhà. Ếch này giống con ếch nuôi quá cả nhà ơi. Chết rồi chết rồi. Bắt ếch cá trước đi. Wow xuống con ếch nè cả nhà. Nó thật sự con ếch cả nè. Bự bự hơn bằng tay mình nữa. Ủa ơi ếch. Còn ếch đực nó nhảy mất tiêu rồi. Trời ơi trời hết sức thấy ếch luôn á. Nó bự hơn bằng tay mình luôn. Khổng lồ. Đây cặp cả nhà ơi. Mình bắt cặp ếch đó mình hết hồn luôn á. Vì mở bự kinh điển luôn. Để chừng nào mình về mình sẽ căng thử con ếch đó bao nhiêu nghe cả nhà. Chứ mình đón nó cũng không biết bao nhiêu nữa. Cặp này sao nó không mập ta. Ồ ếch bành bành trong cái nhà ở nằm cái nè. Ồ ếch cứ già luôn. Đây nữa là cái nhà ơi, sao bữa nay nó giăng thịt rồi nè. Cứ già nữa, trời ơi, còn ếch kia nó nhảy mất tiêu nữa rồi. Bỏ chạy rồi. Ô con nữa. Xí ghê trời. Khổng lồ. Đây, cặp nè cả nhà ơi. Cặp này 50 thước nha cả nhà. Thì để nó 50 thước. Quá cặp luôn cả nhà ơi, gọi gặp cặp nhóc nãy giờ luôn mà bắt không được cả nhà ơi, nước quá sâu. Sâu nó đen. Quá trời thế luôn. Cái đồng này ếch ghê thật chứ. Canh lúa non bắt nha cả nhà. Cặp đầu tiên mà bắt được có hai cái, hai đừng bỏ chạy. Giống hai con đó giống ít nuôi quá. Đây cặp đây nè. Cặp
Ở đây cái ếch bành bành không á. Trời ơi trời, con ếch gì nhỏ chiếu chiếu trên cả nhà. Thấy không? Ếch cái bành kia rồi nè. Ở đực cổng ếch cái nè. Nó gặp cặp đây nữa nè cả nhà. Nhổ với đâu rồi ta? Đây. Ô gọi quá cái cả nhà. Ô trời ơi, cái hết sức to rồi, nhổ tiêu rồi trời. Không thấy đường luôn. Đây. Đó. Bắt đầu rồi. Đó, đây đây đây. Cái quá to nha cả nhà. Còn ở đực đi nữa. Sao bữa nay bắt toàn là vụt cặp không mà trời. Đây cặp nữa cả nhà ơi. Bữa nay nguyên nhân ra sao mình không hiểu luôn. Bắt 4 cặp. Nhảy 4 ít đực. Coi cặp này cặp thứ 5 coi nó có nhảy cái đực nữa không cả nhà. Hết biết đường luôn à. Con ếch kia. Ếch kia nó kêu kế bên luôn mà mình không dám gọi qua nữa. Gọi qua cặp này nó hợp, nó mập xuống cái là mất tiêu luôn. Chưa hết trơn, nó nhủi quá trời nhủi coi nè. Nhủi mất dấu luôn. Rồi lặn luôn hết vậy trời. Lội luôn rồi. Tiêu chọn ít cái tiêu trời. À. Giờ tới ít cái rồi cả nhà ơi. Để mình ngưng mình ngọ coi. Kích đực rồi. Này con này cả nhà ơi, mệt xuống nằm trên đường bờ luôn. Lúa này chắc người ta sợ rồi cái gì này cả nhà, mệt tiêu con. Mới thấy nó mệt đây mà. Ô đây cả nhà ơi, ô ít cái cả nhà ơi. Ôi, đây cả nhà. Được chưa? Cái khổng lồ luôn đó nha. Quá bự luôn. Nằm trên thùi luôn. Ôi trời. Vòm tay cả nhà ơi. Nè nó nằm ngay cái vùng này luôn nè. Mình quay. Đã quá đã. Hết bành bành không. Này con lần cặp vậy, thấy nó nhô lên cái cặp hả con gì nó nhủi dữ người ta. Ô ít cái cả nhà ơi. Ô ít đồng này ít cái con nào con nấy thôi đi cả nhà nè. Ít trời 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 trời. Đừng nói mất tiêu nha trời. Đây nè cả nhà ơi. Ôi thằng nào nấy biết nói chuyện cả nhà. Thằng nào nói gì không nè. Thấy ghê không. Ô trời. Bành bành không. Hôm nay còn cặp nữa nè cả nhà ơi. Này bự không đây. Ồ. Đây nè cả nhà. Ít cái bạch kỳ cả nhà, còn ít đực thì nhỏ xíu xíu rồi. Đồng này thì như vậy đó.
cái bành bành không nè, thấy không cả nhà, có đực nè, bắt cá biết có chuyện không, đây cặp nữa nè cả nhà ơi, cặp đường bờ luôn. Nhảy ột xuống đây nè, đây nè cả nhà ơi, cặp này nhỏ hơn bự đây, thấy ở trên nhỏ xíu xíu cả nhà, vậy cái lỗ vừa vô dưới này đục ngầu luôn, chà chà ít cái bự cả nhà ơi, trời ơi ít cái biết nói chuyện nữa cả nhà ơi, trời ơi thấy ham không cả nhà, trời ơi cái đồng trời quá đã cả nhà ơi, còn nấu nói xứ già không nè, ghê không, quá đã, mới thấy ếch nè cả nhà ơi, nhảy nhủi 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 tiêu rồi, đây nè cả nhà ơi, trời ơi con ếch độc lạ luôn cả nhà ơi, con ếch cơ nè cả nhà, thấy không cả nhà, ôi ôi con ếch đúng là ếch độc lạ luôn cả nhà ơi, mới thấy luôn, trời ơi coi nè, thấy không độc lạ luôn, trời ơi thôi bây giờ mình tới đây cũng rút luôn cả nhà ơi, thấy mình cho cả nhà xem ếch nè cả nhà, bữa nay toàn là hàng khủng không cả nhà ơi, và có con ếch độc lạ nữa. Cái video trước mình cũng có bắt được con ếch độc lạ nữa đó cả nhà, để mình lại mình tắt cái máy cả nhà ơi, ếch dưới này cũng còn kêu nữa mà gọi không thấy cả nhà ơi, dưới này nó núp ở dưới đường nước không à, mình tắt cái máy. Bữa nay mình được nhiều nè cả nhà, con nào con lấy bành bành không, con nào con lấy biết cái chuyện luôn cả nhà, cái nào nè thấy không đó, gơm cả nhà, bành bành không, một con từ nửa ký không, ghê không, thôi video mình cũng tới đây đã ngưng nha cả nhà. Cả nhà nhớ cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ để mình có cái động lực ra video mới để cho cả nhà xem giải trí nha. Nãy mình bắt được cái cá chê với gắn chung nữa cả nhà ơi.